Vừa qua thì tại chùa Đại Tùng Lâm chúng ta đã tổ chức một cái ngày lễ vía Quan Âm 19 tháng 9 nhuận rất là thành tựu viên mãn với số lượng trên 60.000 người. Vì số lượng về hưởng ứng ngày lễ vía rất là đông. Chúng tôi có cái duyên với Bồ Tát Quan Thế Âm. Từ năm 2000 đặt chân ở tại núi Voi, là tại địa điểm này, chúng tôi đặt tên là Tịnh Thất Quan Thế Âm. Và cứ mỗi buổi sáng đều lạy 50 lạy Đức Quan Âm Bồ Tát. Nhờ mấy năm trời ròng rã cứ mỗi buổi sáng lạy 50 lạy, cho nên nó quen với cái quen với cái mặt chữ của cái danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Âm. Cho nên thành ra những cái buổi lạy lễ vía của chúng tôi, nhờ trong cái quá trình thời gian thường xuyên lạy ngũ bích danh, cho nên thành ra những cái buổi lễ người ta rất thích nghe chúng tôi sướng lễ. Không biết vì sao đợt này có một cái sức khỏe, có một cái hơi mà nó kéo dài, ai họ cũng hoan hỷ. Vừa rồi lễ vía ai có đến tham dự giơ tay cho biết ạ? Ở Đại Tùng Lâm ạ. Cũng có một số các vị đến tham dự. Chúng tôi không thể tưởng tượng được cái lượng người đông như thế. Thì chúng tôi thấy cái duyên của tại Tịnh Thất Quan Âm rất là kỳ diệu. Chúng tôi nhớ 4 năm về trước, vào tầm ngày 19 tháng 6, thì cái lượng người họ đến đây nó đông nghẹt và toàn bộ xe đậu ngoài đường cao tốc đứng dọc hết, hơn hơn cả cây số. Và lúc đó chúng tôi cũng hoảng rồi, vì cái lượng người nó quá đông. Lúc đó chúng tôi nghĩ tầm ở khoảng phải 7-8 ngàn người, số người quá đông, và đường cao tốc thì xe kẹt hết toàn bộ. Thì lúc đó một số các vị bên an ninh, chính quyền, công an họ xuống để họ hỗ trợ cho mình, để cho cái buổi lễ được bình yên, để mọi việc được yên ả. Thì cuối cùng công an tỉnh, công an huyện và chính quyền họ đến họ hỗ trợ cho mình cái buổi lễ đó thành công, không có chuyện gì xảy ra. Thì cái buổi tối đó chúng tôi ngồi trên pháp tòa ở tại tỉnh thất, chúng tôi thông báo luôn là đợt sau phải xuống Đại Tùng Lâm. Thì chúng tôi nghĩ chắc 8.000 người khi ở trên này với số lượng người đông, mà khi xuống ở dưới Đại Tùng Lâm á, thì chúng tôi nghĩ khoảng 20.000 là hết cỡ chứ không có hơn được. Nhưng mà không biết làm sao cái duyên mà họ đến chùa Đại Tùng Lâm cái đầu tiên là 35.000 người. Thì chúng tôi thấy một cái điều lạ ở tại Tịnh Thất Quan Âm là khi một cái số lượng người về đông thì Đức Bồ Tát Quan Âm Ngài có một cái thần lực gia trì để chuyển đổi cái cảnh giới và chuyển đổi một cái nơi khác trang nghiêm thanh tịnh rộng rãi hơn, để cho thầy hướng dẫn người ta lạy 500 danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Điều này thầy tin tưởng. Điều này thầy tin tưởng. Mà sự việc nó đã thành tựu đến ngày lễ vía Quan Âm vừa rồi là lần thứ 11. Lần thứ 11. Thì chúng tôi nghĩ rằng khi mình tu đúng chánh pháp, hay nói khác hơn là mình vì Phật pháp hy sinh lo lắng cho Tam Bảo, thì chắc chắn phải có long thần hộ pháp và Tam Bảo gia trì lại cái pháp hội cho chúng ta và cái tâm nguyện của mình để làm Phật sự. Vì vậy cho nên chúng tôi thấy cái lễ vía Quan Âm ở đây nó đến một cái mức độ con người mà không thể dung chứa được. Vì vậy cho nên thành ra một cái ngẫu nhiên tình cờ rất là lạ là gặp Hòa Thượng Quảng Hiển ở dưới Sài Gòn trong một cái quán cơm chay. Hòa Thượng nói tôi nghe thầy hộ niệm rất nhiều người vãng sanh, tôi rất là thích, khi nào thầy rảnh xuống Đại Tùng Lâm thăm. Và lúc đó chúng tôi nghe Hòa Thượng nói một cái câu mà Ngài rất là khiêm tốn mà chúng tôi quý kính Ngài. Ngài kêu thôi lấy chùa Đại Tùng Lâm làm chi nhánh của thầy đi. Cái ổ
tịnh thất của con với chi nhánh của Đại Tùng Lâm, tịnh thất con nhỏ mà. Ông kêu tịnh thất của thầy nhỏ mà nó đặt ruột. Biết đặt ruột không? Có nghĩa là tịnh thất của thầy nó chút xíu một xíu mà nó đông người. Cho nên thành ra là thôi, ở chùa Đại Tùng Lâm làm chi nhánh đi, không con không dám hòa thượng à. À, lúc đó hòa thượng chưa lên trưởng ban trị sự, ngài mới có phó ban trị sự thôi. Thì lúc đó chúng tôi tự nhiên thấy cái duyên của thầy trò nó đến, thì cái tâm nguyện của chúng tôi là đầu tư vô con người, và không có duyên và không đủ duyên và mình thiếu phước, không thể xây cái cơ sở lớn như hòa thượng Quảng Hiển. Mà mình chỉ có cái duyên, có nghĩa rằng đi đến đâu thì con người họ theo đến đó. Đó là cái duyên của thầy. Mà cái duyên trong đó đó, thầy thấy cái công đức phóng sanh để kết duyên trực tiếp với chúng sanh, nó thù thắng và nó rất nhanh. Vì vậy cho nên thành ra khi xuống Đại Tùng Lâm, thì khi xuống Đại Tùng Lâm tổ chức lần đầu tiên, thì hòa thượng có gọi cho chúng tôi, mà chúng tôi là đang ở Bình Định, vừa tổ chức ở Đại Tùng Lâm 19 tháng 9 4 năm về trước đó, thì tổ chức lần đầu tiên xong thì chúng tôi đang ở Bình Định, ở huyện Phù Mỹ. Quê của ba chúng tôi là ở Mỹ Chánh. Thì hòa thượng nói một câu: tôi không ngờ từ xưa nay chưa có khi nào chùa Đại Tùng Lâm mới một cái lượng người đông như vậy. Thì thôi, cái này tôi nói chân thành, mà tôi chỉ nói riêng một mình thầy biết thôi. Nhưng hôm nay thầy nói cho toàn bộ quý vị biết. Và thầy ngồi trước Tâm Bảo là thầy nói bằng sự chân tình đó ngang. Hôm nay là cái buổi chủ nhật mà chúng tôi nghĩ rằng những người có duyên và rất may mắn mới được gặp chúng tôi trong buổi chủ nhật hôm nay. Còn những buổi chủ nhật khác thì chúng tôi tổ chức ở chùa Đại Tùng Lâm và chùa Hộ Pháp. Vì sao như vậy chúng tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Thì hòa thượng gọi điện cho chúng tôi, lúc đó chúng tôi đang ở cái chỗ Phù Mỹ, Bình Định. Hòa thượng mới nói như vậy: tôi nghĩ thầy có nhân duyên với Đại Tùng Lâm, vì Đại Tùng Lâm là một thánh địa rất khó làm Phật sự. Tôi về tôi xây dựng, tôi gầy dựng một cái chùa Đại Tùng Lâm không phải là đơn giản, rất là kỳ công khó khăn. Cho nên hôm nay thầy cứ lo lắng trợ duyên cùng với tôi cộng tác, về sau chùa Đại Tùng Lâm nó cũng thuộc của thầy. Cái này hòa thượng có nói nghe. Thì thầy nói liền, thầy kêu: bạch hòa thượng, cái này là con nói chân thành với hòa thượng. Thứ nhất là con không đủ đức độ để mà có thể cai quản, quản lý, lo lắng cái chùa Đại Tùng Lâm. Con không dám, không mơ ước và không bao giờ suy nghĩ luôn. Thứ hai, cái tâm nguyện của con là muốn đi dạy học hơn là trụ trì. Đi dạy học tức là dạy về cho người ta học Phật để người ta làm Phật. Cái chức nghiệp của con là con muốn làm thầy giáo, con muốn đi dạy học. Thứ hai nữa là cái tâm nguyện của con xuống đó tổ chức không phải là về sau con muốn trụ trì ở chùa Đại Tùng Lâm. Tuy rằng hòa thượng nói như vậy, nhưng con xin hòa thượng quan hỷ cho con. Nếu hòa thượng muốn con xuống tổ chức lễ vía Quan Âm mãi mãi về sau, một năm có 3 ngày lễ vía, thì hòa thượng đừng có giao trách nhiệm này cho con. Cái này con nói chân thành. Tại tịnh thất Quan Âm con quản lý còn không nổi nữa, làm sao con đủ sức rồi con quản lý Đại Tùng Lâm. Ông kêu: không, chừng tôi chết kìa. Ông kêu, cái thầy kêu: chừng hòa thượng mà chết mà con quản lý nổi nữa là càng khó.
Có hòa thượng làm cái gốc, làm cái chỗ con nương tựa mà con quản lý không nổi nữa. Mà hòa thượng mà đi rồi về theo Phật rồi mà làm sao con quản lý nổi nữa, càng nặng gánh lao nữa. Thì con xin bạch với hòa thượng á, ngài hoan hỷ cho con chỉ xuống con tổ chức ở dưới chùa Đại Tùng Lâm những ngày lễ vía của mẹ Quan Âm. Bởi vì con mang cái ơn của ngài rất lớn, con mang cái ơn của ngài là cái duyên mà con được đến tại tỉnh thất Quan Âm, và con đặt tên tỉnh thất Quan Âm, đặt lấy cái danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm, đặt cái tên cho tỉnh thất Quan Âm, đó là con có duyên với ngài rất là lớn. Vì vậy cho nên thành ra những ngày lễ vía này là con bằng tất cả tâm sức tài lực, sức lực tâm lực của mình đổ hết vào xuống để mà làm. Riêng cái ngày lễ vía Quan Âm là toàn bộ đại chúng và tiền bạc chi phí ăn uống tất tần tật, âm thanh rồi ánh sáng vân vân, máy quay phim, tất cả mọi thứ là cúng dường hết. Còn thùng phước sương cúng vào trong thùng phước sương để hòa thượng lo chuyện khác, con không đụng đậy một đồng tiền nào trong thùng phước sương. Vậy đó là cái tâm nguyện của con, biết cái ơn của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên một năm có 3 ngày lễ vía, hoặc là nhuần 2 tháng 9 như năm nay, con cũng đổ toàn tâm vô trong cái ngày lễ vía Quan Âm. Quý vị biết một ngày lễ vía Quan Âm là cái sức chi phí để cho mấy chục ngàn người đó lớn lắm à. Nhưng hôm nay chúng tôi cũng không có nói đến cái chuyện tiền bạc chi trong này. Bây giờ mình cúng dường cho ngài rồi mình cũng không nói chi bao nhiêu tiền, không kể công chi, nhưng mà nó lớn lắm à. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi muốn nói cho quý vị biết rằng là cái duyên của chúng tôi với Bồ Tát Quan Âm và với một cái cơ sở này nó rất là thù thắng. Thì hòa thượng nói như vậy thì chúng tôi cũng không có mơ màng, không có nghĩ đến. Bởi vì mình đã có ở trên này rồi, mà chúng tôi quan niệm một điều trong đầu óc chúng tôi là có phước thì có phần. Cái phần đó để dành sẵn cho người có phước. Thì trải trường nhiều năm tổ chức rất là thành công, rất là viên mãn. Rồi đến hôm nay tại tỉnh Thất Quan Âm của chúng ta, với cái lượng người mà 2 năm nay chúng tôi giao cho các chú quản lý á, như chú Hiền, chú Phúc, chú Hiếu, chú Hạnh á, thì cái lượng người ở tại đây á, nó quá tải, nó đông quá. Và cái mức độ mặt bằng cơ sở hạ tầng tại tỉnh Thất Quan Âm không thể nào dung chứa nổi với cái số lượng người vừa đi đi về về và vừa ở tại đây. Nói về người mà gọi là tạm trú và trực tiếp thường trụ ở đây đó là 1170 mấy người, tính ra gần 1200 người. Cộng với những người mà đi đi về về thì chúng tôi thấy một ngày khoảng 1500 người. Khiếp khủng không? Thì một ngày 1500 người thì nấu bao nhiêu suất ăn? 3 lần là 4500 suất ăn. Trong khi đó là cái mặt bằng để mà sử dụng á, nó không đủ, nằm giường tầng sắp lớp hết. Và cái hầm cầu để phân hủy á, nó không kịp để phân hủy. Và cả một cái môi trường này bắt đầu nó bay bốc cái mùi lên, nó hôi hám. Thì khi chúng tôi về lại đây, bắt đầu chúng tôi mới sắp xếp lại. Và đáng lẽ hôm nay là chúng tôi có mặt bên châu Âu rồi. Hôm nay là chúng tôi có mặt bên châu Âu rồi. Nghĩa là bên Thượng Tọa Minh Phú với Sư Bà ở bên Đức á, gửi giấy mời về xong hết rồi, chuẩn bị đi ra để mà nộp giấy tờ do Tòa Đại sứ bên Đức để lấy visa bên Đức. Và hôm nay là có mặt bên Đức. Nhưng chúng tôi lùi lại, trong năm này ngưng lại để sắp xếp lại cho nó ổn định tại nơi này. Thì chúng tôi về lại, chúng tôi thấy cái lượng người quá đông. Rồi chúng tôi lấy cái số lượng ni á, đưa xuống dưới chùa Pháp Thường ở Nhân Trạch Đồng Nai á, là có một cái cơ sở ni để cho chư ni ở trong đó được yên ổn và đăng ký người vào tu cho xong. Quý vị nghe chúng tôi sắp xếp cái chùa chúng tôi nha. Bởi vì hôm nay ở đây có một số Phật tử nói chùa thầy Nhàn bị dở hết rồi, đóng cửa rồi, đuổi đi hết, không còn ai đây. Bây giờ tôi chạy lên tôi coi thử chùa ông thầy Nhàn sao. Thì hôm nay thầy muốn nói cho quý vị yên tâm. Và cái đĩa này đưa khắp nơi trên thế giới để mọi người biết hiện giờ tỉnh thất Quan Âm sinh hoạt ra sao, thầy Giác Nhàn trụ trì sắp xếp như thế nào. Thì hôm nay chúng tôi thấy cái lượng người về đây tu nó đông giống như là cái lượng người về dự lễ vía như vậy đó. Mà cái lượng người dự lễ vía thì người ta tới xong người ta đi liền. Còn cái lượng người mà người ta vô trong này ở 1500 người á,
mà cái số lượng người mà đông như vậy họ ở trực tiếp ở đây, lỡ mà chạm cháy nổ hoặc có cái chuyện gì á, dẫm đạp nhau mà chết hoặc có cái chuyện gì mà án mạng gây ra đó, thì mình không có quản lý người chặt chẽ thì nhà nước sẽ gì? Mời toàn bộ quý vị ra khỏi cơ sở này, tạm ngưng đóng cửa. Nhưng hôm nay chưa có chuyện này, chưa có trường hợp này xảy ra. Yên tâm chưa? Kịp thời thầy trụ trì là Đại Đức Thích Giác Nhàn được trụ trì giáo hội bổ nhiệm vô đây trụ trì. Và cơ sở này là cơ sở của giáo hội và nhà nước quản lý. Thì hôm nay thầy Giác Nhàn đến đây để sắp xếp lại cái con người trong này và cái môi trường và thời khóa tu tập lại trong này để cho nó ổn định. Thì chư ni mà ở tại chùa Tăng là nó không đúng luật. Tuy nhiên chư ni cứ tới lui xin nhà trọ, ở nhà trọ riết rồi các bắt đầu cất nhà, cất cửa quý chư ni vô trong này hàng ngày với số lượng gần cả trăm ni. Tuy nhiên có một vài vị ni hiện tại bây giờ có nhà ở phía dưới, mua nhà cố định rồi, có giấy tờ đăng ký rồi, thì hiện tại không phải thường trú trong này đó. Cũng có ni sư hôm nay mặc áo vàng ngồi đây, vẫn cứ việc lên bình thường tu, không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì cái đó là cái nhà của sư cô mua rồi. Còn hiện tại mà chư ni mà tới ở tại đây đó, thì thầy đưa xuống dưới chùa Pháp Thường của Thượng Tọa Thích Thiện Pháp ở Nhân Trạch Đồng Nai, đang ở đó ổn định. Mới tức thì hồi nãy gọi cho Thượng Tọa Thiện Pháp, nó bạch Thượng Tọa chư ni với các cụ xuống đó ra sao rồi. Cái thầy Nhàn ơi, thầy an tâm, rất là yên ổn. Bữa nay có thêm một cái cơ sở ni á, là 87 ni á, tôi chia ra khoảng 40 ni qua một cái cơ sở ni nữa. Bởi vì chùa với đó vắng vẻ không có ai, mà chùa thầy á, đông đúc chật hẹp mà lại đông đúc quá. Hôm nay thầy đưa xuống tôi dưới này cả 4-5 mẫu, nó rộng thênh thang. Bữa nay cái chùa tôi nó ấm cúng rồi thầy Nhàn, tôi cảm ơn thầy nha. Tôi cảm ơn thầy. À, thì như vậy toàn bộ chư ni xuống chùa Pháp Thường là cơ sở ni, nó hợp pháp ở đó, đăng ký người vào tu rõ ràng, ổn định. Rồi các cụ kéo nhau xuống, xin cũng đi xuống chùa Pháp Thường. Bây giờ trên này chặt quá, thì tự nguyện xin xuống cũng 200+, gần 300, kéo xuống dưới đó. Mà tội nghiệp cái bước đầu xuống dưới đó chưa có cái nhà để mà làm, chưa có kịp á, nằm ở bên ngoài hiên. Nhưng mà cái tâm của các cụ cảm được cái tâm của Thượng Tọa Thích Thiện Pháp trụ trì chùa Pháp Thường, cho nên thành ra hôm nay Thượng Tọa mới làm thêm 2 căn nhà tạm cho các cụ. Bây giờ bữa nay ổn định đại chúng với đó rồi, chư ni á ổn định, các Phật tử ổn định luôn, rất là ổn định ở dưới đó. Rồi tự nhiên chúng tôi nói, ủa sao đưa đi quá chừng mà cũng còn ta, giống như ổ ong ở đâu có chui ra. Trời ơi, đưa đi gần 500 rồi mà sao cũng còn lại 700-800. Cái tự nhiên kêu bạch hòa thượng và thượng quan hiển á, mà lạ nghe, cái chùa hộ pháp á, cái chùa hộ pháp của hòa thượng quan hiển á, là cái chỗ khai sơn lập địa của hòa thượng quan hiển. Mà khi xây dựng á, là hòa thượng đi chỉ cho thầy từng phòng từng chỗ, Phật tử nằm chỗ nào, là hai bên hành lang của cái tầng trệt, rồi ở trên là tu, rồi xây luôn một cái nhà 2 tầng sau lưng chánh điện, các ai xuống là thấy đó, xây luôn một cái nhà cho các cụ, cho các thầy các chú, và rất đầy đủ tiện nghi vậy đó. Thì hòa thượng xây xong rồi, hòa thượng nói rất nhiều lần thầy Nhàn, mỗi chủ nhật thầy xuống thầy giảng cho có Phật tử, bây giờ tôi xây xong rồi có 4-5 người, nó rộng mênh mông bát ngát đến nỗi mà cái ông mà bảo vệ ban ngày ông còn vô, ông không dám vô, nó vắng ông sợ ma. Ông bảo vệ ông kêu trời, con lên chánh điện con đi vô trong cái giảng đường á, nó vắng quá trời luôn, chỉ có 4-5 người, mà 4-5 thầy với lại 1-2 chú ban ngày đi học hết, con bên ngoài bảo vệ con vô con ăn cơm con không dám vô. Quý vị biết nó bắn cỡ nào không? Trời ơi. Cái hòa thượng dắt xuống chỉ đồ xong xuôi hết. Cuối cùng cái là Giác Nhàn nói, bạch hòa thượng, mọi người xuống chùa Pháp Thường, con nghĩ con chùa con nó vắng rồi, bây giờ cuối cùng cũng còn 700-800 đông quá. Ông kêu vậy thầy cho xuống đi, thầy cho xuống.
Giáng nhàn đưa chú Hiền chú đồ cái gom hết cũng được 65 chú. 65 chú. Sau đó rồi cái bắt đầu thầy gom lại các cụ. Gom lại các cụ là bao nhiêu? Gom lại 110 mấy cụ. 110 mấy cụ đưa xuống dưới đó. Lạ nghe. Có một điều thầy thấy Quan Âm Bồ Tát giao hộ cho thầy có một cái lạ kỳ. Khi thầy đặt chân lên đây là thầy nghĩ còn lại khoảng 400 mấy 500 cụ. Thì thầy quyết định làm một cái nhà dưỡng lão bên cái bãi xe ngoài đây. Và hàng ngày cầu nguyện để làm cái nhà dưỡng lão, để cho toàn bộ các cụ ra đó ở cho nó đầy đủ tiện nghi. Trong này là toàn bộ các chú thôi. Thì cuối cùng đi lên hỏi xin phép, thì cái miếng đất ngoài đó là miếng đất mà nó thuộc quy hoạch. Quy hoạch nghĩa là không xin giấy phép được. Quy hoạch nghĩa rằng nó nằm sát đường cao tốc, nó chỉ trồng cây xanh thôi, có sổ đỏ, mà đất đó là đất nông nghiệp chứ nó không có đất xây dựng. Thì mình cũng hơi buồn. Bây giờ chẳng lẽ các cụ cứ ở như vậy hoài hay sao? Thì khi bạch với hòa thượng rồi á, thì cái căn nhà mà hòa thượng xây để dành cho các cụ là 2 tầng, chứa hơn 100 người, xây sẵn mới tinh mà không một người ở, phòng ốc vắng tanh. Thầy kêu ô trúng mánh rồi, thôi khỏi xây, giờ xây chi nữa, sẵn rồi, hòa thượng xây sẵn rồi. Mà cái nhà đó hòa thượng xây 2 tầng rất đẹp. Ở đây ai xuống hộ pháp rồi giơ tay cái coi. Đó, đông quá trời kìa, có mấy người xuống hộ pháp rồi kìa. Sau lưng chánh điện có cái nhà 2 tầng rất đầy đủ tiện nghi. Một phòng 8 giường. Chúng tôi mua giường, mua chổng, mua đồ hết. Và bắt đầu chúng tôi ghi danh sách đưa xuống dưới đó. Mấy bà cụ bà kêu bữa nay xuống dưới đó ở nó rộng rãi thoải mái, ngon hơn chuồng thầy nhà. Mấy bà già nói vậy chứ. Ngon hơn chuồng thầy nhà. Cho nếu mà ở mà không được chắc bà lôi đầu bà chạy về đây hết rồi. Thì trong cái cuộc này, trong cái Phật sự này, và trong cái bước đi trên cái lộ trình mà hành đạo của thầy, Thầy suy nghĩ rằng có Long Thần hộ pháp và chư vị Bồ Tát sắp xếp. Chúng tôi tin điều này quý vị. Ủa vì sao mình muốn cất một cái nhà dưỡng lão mà cất không được, bây giờ lại ở dưới chùa là hộ pháp hòa thượng giao luôn. Hòa thượng nói bây giờ cái chùa hộ pháp này á, là tu y chang như Tịnh Thất Quan Âm, tôi giao luôn toàn bộ cái quyền sử dụng cho thầy, nhưng cái quyền sở hữu là của tôi. Sở hữu là gì? Là trụ trì, là quản lý cơ sở, là đăng ký người vào tu, đăng ký tạm trú, tạm vắng. Và gì? Và chùa chiền này thuộc quyền của Hòa Thượng Quảng Hiển. Còn thầy Giác Nhàn chỉ có cái quyền xuống hướng dẫn người ta tu tập và cho đại chúng ở trên này xuống để tu tập, gọi là quyền sử dụng. Hiểu không? Quyền sử dụng, không có quyền sở hữu. Tịnh Thất Quan Âm là thầy sở hữu này, thầy trụ trì này, và thầy quản lý, thầy xây dựng, thầy sắp xếp và thầy sở hữu ở đây. Nhưng mà trong thâm tâm của thầy, thầy muốn lập ra một cái ban điều hành để giao cái ban điều hành đó sở hữu, tức là quản lý, sửa sang hư hỏng, rồi gầy dựng nó, gọi là sở hữu. Còn sử dụng tức là mình đến mình chỉ giảng, mình hướng dẫn người ta tu xong cái là mình đi, gọi là sử dụng. À, thì như vậy bây giờ tại cái cơ sở này nó đông quá rồi. Mà bao nhiêu lần chính quyền cũng như là công an nhà nước nói bây giờ thầy phải tìm một cái chỗ nào thầy hạn chế người đi. Giác Nhàn cứ vâng, vâng, mà cứ càng hạn chế họ càng vô, càng hạn chế càng vô. Mà hạn chế từ 800 lên 1200. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Giờ làm sao đây? Thì bây giờ cái ngày chủ nhật cũng quá tải luôn rồi. Đó, quý vị thấy cái ngày chủ nhật ngồi tràn ra ngoài nắng hết trơn luôn, quá tải rồi. Thì khi Hòa Thượng Quảng Hiển lên trên này, chúng tôi mới ngồi tính toán với Hòa Thượng. Với cái số lượng người á, mà lên tu ngày chủ nhật ở đây á, dầu cho đông lắm đi nữa là khoảng 4.000 là hết cỡ rồi. 4.000. Thì như vậy
4.000 mỗi chủ nhật thì nói là 4.000 như vậy, chứ mà đại chúng trong này cũng hết 1.500 rồi, thì còn có 2.500 thôi. Mà 2.500 một chủ nhật, mà 4 chủ nhật là 10.000 người cái lượt họ về. Nhưng mà nếu mà tổ chức ở tại Đại Tùng Lâm á, thì chỉ một chủ nhật là 20.000 người, mà chỉ có một ngày thôi, một ngày chủ nhật thôi, thì cái lượng người đông hơn và cái sự phục vụ cho họ ít hơn, họ cúng dường nhiều hơn. Bởi vì ở đây có 10.000 mà dưới đó 20.000, phải không? Thì thầy ngồi thầy mới tính toán. Quý vị ở ngoài đời tính toán thầy cũng tính toán nha. Tính toán. Thì họ cúng dường không phải là mình bắt buộc, mà họ cúng dường đó mình lo cho cái gì? Lo trở lại cho họ trong ngày đó ăn, trong ngày đó chi phí về đĩa, tặng đĩa nữa mà, trong ngày đó chi phí cho họ là cái cuốn 48 lời nguyện, in thành cái cuốn sách tặng cho họ, lo lắng cho họ uống, ăn uống vân vân. Còn lại bao nhiêu thì cúng dường qua chùa hộ pháp để lo lại phía đó. Rồi còn lại bao nhiêu cúng dường qua Đại Tùng Lâm. Rồi còn lại chút đỉnh cúng dường lên Tịnh Thất Quan Âm. Không biết có nhiều mà cúng giữ cho nhiều chỗ ta. Thì thầy ngồi thầy tính toán. Thế vì cái lượng người chủ nhật họ lên trên này, mình cho là một tháng như vậy là 4 lần 2.500 là 10.000 người, cái lượt họ đi đi về về khoảng đó. Nhưng mà cái sức phục vụ tại cơ sở này bị quá tải, quá tải. Thì bây giờ mình làm sao đó để mình điều tiết, điều chỉnh, sắp xếp đi đến một cái địa điểm nào đó, đó là Đại Tùng Lâm, một ngày chủ nhật đầu tháng. Hòa thượng đã xin phép rồi, một cái máy nó gấp 10 lần cái này này. Cái máy này nè nghe, chiều ngang này chỉ có 19 mét ngang, nhưng hòa thượng cất một cái máy chiều ngang quý vị biết bao nhiêu không? Hơn 100 mét. Chiều dài cũng hơn 100 mét, chứa được 30.000 người. Một cái máy khổng lồ khủng khiếp luôn. Cất để làm gì? Mục đích cất là để sang năm hòa thượng Tịnh Không về. Thì thầy nói nếu cất mà để hòa thượng về một lần không uổng lắm. Thôi để con mở đạo tràng. Ông kêu tốt quá. Mà chúng tôi có cái duyên mở đạo tràng cho những máy to nữa nghe. Xuống đó cũng máy to nữa à. Thì chúng tôi thông báo ngày lễ vía Quan Âm là mùng 2 tháng 10 âm lịch, là tổ chức tổng cộng tu một ngày từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều. Thì cái lượng người ở Sài Gòn và các tỉnh á, họ bớt lên đây liền. Quý vị thấy bữa nay bớt không? Bữa nay vắng không? Hôm trước là người ta ngồi tràn hết ra bên ngoài, nhưng hôm nay vắng. Thì bây giờ họ để dành cái ngày họ xuống dưới chùa Đại Tùng Lâm tu một ngày, và trực tiếp thầy ở đó tu với họ. Và gì? Và giảng tại đó cho họ nghe. Sáng 7:30 đến 8:30 là văn tập, 8:30 đến 10 giờ, 1:30 tụng 48 lời nguyện và niệm Phật theo y chang cái kiểu Tịnh Thất Quan Âm. Từ 10 giờ đến 11:30 là 1:30 đồng hồ là thầy giảng. Buổi sáng có giảng ngang. Buổi chiều từ 1:30 đến 3:00 là 1:30 đồng hồ là tụng 48 lời nguyện và niệm Phật. Từ 3:00 đến 4:30, 1:30 nữa là thầy giảng. Một tháng tu một ngày tại Đại Tùng Lâm. Một tháng tu một ngày Đại Tùng Lâm. Thì hòa thượng mới nói rằng là cái ngày lễ vía Quan Âm á, thầy phát Bồ Đề Tâm, thầy cúng dường toàn bộ hết, nhưng thầy không tổ chức tu ngày chủ nhật, là tôi biết cái lượng Phật tử ít về lại, thì coi chừng chùa trên này đói. Mà tôi nghĩ chắc cũng không đói đâu, là bởi vì chỗ nào có niệm Phật là có Long Thần hộ pháp gia trì à. Quý vị nhớ nghe, tất cả sự sinh hoạt của mọi cộng đồng, lắng nghe nghe, kinh tế là quyết định, đúng không? Nếu không có kinh tế thì ở đây giải thể liền. Của đâu mà ăn, tiền đâu mà ăn, sao mà sinh hoạt được, đúng không? Nhưng mà cái phước của đại chúng ở đây còn, cho nên thành ra cái điều kiện sinh hoạt kinh tế vẫn còn để tồn tại.
vẫn còn để tồn tại. Chúng tôi thấy một điều lạ, hôm nay tâm sự thật nha. 1.500 người ở tại đây sinh hoạt đủ và dư chút đỉnh để in kinh phóng sanh. Còn lại 484 người, lắng nghe ngàn hôm nay nha, hôm nay cái số lượng người nè, 65 trú là xuất gia xuống tóc, đã đăng ký dưới cơ sở của ban trị sự huyện xong, đăng ký xong rồi, những người này đã ổn định không sao cả. Và thêm như vậy là 80+ chú cư sĩ chưa xuống tóc đăng ký tạm trú xong luôn. Bữa nay đăng ký là kỹ càng nha, đăng ký xong luôn, là tổng cộng là 150+ chú, cộng với lại 300+ cụ nữa đó. Thì hai cái người nam và người nữ này, hai nhóm này cộng lại là 484 người, không lọt sổ một người nào hết. Nhớ nha, hiện tại ở đây nha, hiện tại ở đây á, vậy mà người ta kêu đóng cửa đuổi đi hết trơn, không còn ai hết trơn. Đâu có còn mà. Danh sách hồi chiều hôm qua mới cầm là 484 người mang xuống cho công an huyện đăng ký. Ông mừng quá, ông kêu hôm trước tôi thấy 1.120+ người mà sao giờ còn nhiêu đây thầy Nhàn. Kêu gửi xuống chùa Pháp Thường do hộ pháp xong rồi, ông mừng quá. Thì cái số lượng người này coi như là vừa phải đủ sinh hoạt ở đây. Khi chúng tôi bước đến tỉnh Hắc Quan Âm, cái lúc mà chúng tôi đi Canada trở về lại á, thì chúng tôi nói ở đây chỉ còn 500 là đủ sinh hoạt. Ôi trời, 500 người cũng nhiều lắm chú quý vị. 500 người cũng nhiều lắm á nha quý vị nha. Mà chúng tôi nói ở tại cơ sở này là 500 người là vừa. Nếu 1.500 người thì quá tải rồi. 1.500 người quá tải rồi. Thì như vậy hiện tại bây giờ là tại tỉnh Thất Quan Âm đã đăng ký ổn định với số lượng cả nam lẫn nữ là 448 người. Chẳng, không có lẽ, hiểu không? Đó. Thì 484 người này là ổn định ở đây, đang tu tập ổn định, vừa phải với tỉnh Thất Quan Âm. Thì chúng tôi đang quy tụ và cho cái số lượng người này ở đây ổn định. Tại chùa Đại Tùng Lâm bây giờ là 125 cụ, 65 chú. Tại chùa Pháp Thường là 350 cụ, gần 100 sư cô, ổn định. Hôm nay ba cơ sở này đã ổn định. Chúng tôi cũng không ngờ vì sao mà chúng tôi về đây, chúng tôi sắp xếp mà những cái cơ sở như chùa Hộ Pháp, cái chùa Pháp Thường mà các vị trụ trì như Hòa Thượng Quảng Hiển, Thượng Tọa Thiện Pháp rất là hoan hỷ. Bởi vì chùa không có người phải nhận người vô chứ sao không hoan hỷ được. Hoan hỷ quá chứ. Phải không? Còn ở trên này, trời ơi, giống như ổ ong á, chút xíu à mà nghẹt hết trơn luôn. Thì bây giờ phải gì? Là phải sắp xếp điều tiết đâu ra đó cho gọn gàng. Nhưng có cái điều chỗ này nè nghe, có cái điều chỗ này đặc biệt. Khi xuống lại chùa Pháp Thường ở Nhân Trạch Đồng Nai thì Thượng Tọa Thiện Pháp cho tu y chang như cái cách của tỉnh Thất Quan Âm. Đến cơ sở người khác mà người ta quan hệ như vậy. Rồi xuống chùa Hộ Pháp, Hòa Thượng Quảng Hiển cũng cho tu y chang như cái cách ở đây, một ngày bốn thời. Rồi qua chùa Đại Tùng Lâm tổ chức một ngày chủ nhật tu, cộng tu tại Đại Tùng Lâm á, Hòa Thượng cũng kêu là tu y chang như cái cách tại tỉnh Thất Quan Âm, cũng tụng vô lượng thọ và niệm Phật. Đây là cái điều mà chúng tôi mừng nhất. Có gì không ạ? À, thì như vậy hôm nay thầy muốn nói cái số lượng người cho Phật tử ở các nơi về đây, và các cụ cũng như các vị là thấy con người ở đây, thầy lấy 1.500 người thầy san sẻ qua hai địa điểm khác đã ổn định. Bây giờ nghe hiểu rõ chưa? Đã ổn định. Thì hiện tại ở đây bây giờ cái thời khóa tu tập như thế nào? Lắng nghe. Hiện tại ở đây còn lại cái số lượng người là 311 cụ. Trong đó hết 25 cụ là bệnh nằm một chỗ. Có một số Phật tử ở trong này nè đứng ra lo lắng.
con cái họ bỏ luôn cái gì. Chúng tôi nói mà ai mà về trụ trì mà nhận mấy người bệnh nó cũng nín thở luôn á nghe, không phải dễ nghe. Và ai mà kêu về trụ trì ở đây và cái ban tổ chức ở đây á, mà kêu mà lo được cái số lượng người mà hiện tại là 484 người mà bình an ở đây tu tập, thì chúng tôi muốn nói rằng cái vị trụ trì này phải đầy đủ đức độ và đại chúng tu hành rất nghiêm túc và có sự gia trì của chư Phật thì mới đủ cái số lượng kinh phí kinh tế để sinh hoạt tại đây ngang, chứ không phải đơn giản ngang. Ở gia đình quý vị được mấy người vậy mà coi chừng nó thiếu chuốc hụt sâu á ngang quý vị ngang, thiếu chuốc hụt sâu á. Như vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi muốn nói quý vị là Tịnh Thất Quan Âm hiện giờ đang sinh hoạt ổn định với lượng người vừa phải trong cơ sở thờ tự tại Tịnh Thất Quan Âm, và số lượng chư ni hoàn toàn bây giờ không còn, hoàn toàn bây giờ không còn ở thường trụ tại Tịnh Thất Quan Âm. Bởi vì đây là cơ sở của tăng, của người nam thì nữ phải gì, là chư ni phải xuống cơ sở ni để mà ở cho nó hợp pháp. Thì hôm nay quý vị biết một tháng, bữa nay là ngày 16, thì chúng tôi về từ Canada, chúng tôi về lại đây đúng là một tháng 10 ngày. Chúng tôi đặt chân tại nước Việt Nam là ngày mùng 6. Mùng 6 tháng 10. Hôm nay là ngày 19 tháng, 16 tháng 11. Là đúng một tháng 10 ngày. Mà một tháng 10 ngày chúng tôi sắp xếp với cái số lượng người đưa đi xuống chùa hộ pháp và chùa pháp thường ổn định nơi đó. Chúng tôi làm việc một tháng 10 ngày bằng một năm 10 ngày. Sáng 1 giờ khuya xách giỏ từ dưới đó lên đây, tu chung với đại chúng ở đây, xong rồi cái bắt đầu sắp xếp tu với đại chúng, rồi giảng, tức là những cái tuần trước, những cái tuần trước, rồi bắt đầu họp, rồi sắp xếp, rồi năn nỉ bỏ tiền xe, thuê xe cho các cụ, các sư cô dời bớt đi xuống địa điểm khác. Thì cái ngày hôm nay á, là cái ngày chủ nhật mà chúng tôi giảng tại Tịnh Thất Quan Âm để thông báo với tất cả những người Phật tử ở phương xa, cũng như là các người được xem cái đĩa mà hiện giờ Tịnh Thất Quan Âm ra sao, họ rất là lo. Và tại Đức Trọng đây thôi, không có xa, người ta kêu chùa Thầy Nhàn đóng cửa kính bích rồi, đang đập mấy cái nhà đuổi đi hết trơn, Thầy Nhàn trốn xuống chùa Hộ Pháp ở rồi. Ôi trời ơi. À, tại Đức Trọng này nè, bước lên đây có mấy bước thôi mà cũng không bước mà cũng nói vậy á. Rồi có mấy người ở Đà Lạt cũng xuống nói chùa Thầy Nhàn này đóng cửa rồi. Hỏi sao đóng cửa vậy? Ông đem người vô hộ niệm, ông ép, ông không cho người ta ăn, ông làm cho người ta chết trong đó rồi. Bây giờ công an theo để ghi âm hết rồi, sắp xếp chuẩn bị bắt ông ra tòa đó. Mà mấy người ta ở đang ở gần đây mà người ta đồn dễ ngang. Mà mấy người đó hồi trước là người ta cũng đi hộ niệm mà người ta đồn dễ ngang, hộ niệm tại Tịnh Thất mình á. Ông số lạ vậy ta. Ồ, chúng tôi nghĩ sao lạ quá. Quý vị nhớ nghe, đối với luật pháp nhà nước mình, khi một con người đó là tội tử hình, mang ra xử xong xuôi hết, trước khi bắn người ta cũng cho người ta ăn một bữa no nê, đúng không? Quý vị có nghe người ta nói không? Tức là mâm cao cổ đầy gà, vịt, heo, chó, con gì đó, họ thích là cho ăn thoải mái, cho no nê trước khi họ chết, không cho họ chết đói. Nhà nước chúng ta là khoan hồng như vậy đó ngang, có cái lòng mà rộng lượng như vậy đó. Mà khi đem họ ra bắn phải bịt mắt lại, chứ sợ họ nhìn họ thấy cái người nào, những người trước mặt họ mà họ thấy mặt bắn như vậy đó, họ có cái oán thù với nhau, cho nên bịt mắt hết mà đứng một dọc. Chúng tôi nghe nói sự bắn người á, đứng một dọc hết trơn, 1, 2, 3 cái, người ta bắn cái rầm, không biết ai bắn hết. Tức là con người mà bị tội á nghe, tội mà gọi là tội mà đáng tử hình á, cũng còn phải cho họ ăn. Huống chi họ vô phòng hộ niệm thầy mà không cho ăn. Lắng nghe cho kỹ nghe. Những người mà khi trước khi đem đi tử hình, họ ăn không được, bây giờ họ nghĩ chút nữa là họ chết rồi, đúng không?
họ ăn không vô. Họ ăn không vô, dầu cho ăn mà họ ăn không vô. Còn cái người mà vô phòng hộ niệm á, là cái cơ địa của họ nó không tiếp thu được nữa, họ chỉ có uống nước thôi. Nhưng họ uống nước cháo, mình cho uống nước cháo. Họ ăn cháo loãng, mình cho ăn cháo loãng. Họ cho ăn cơm, mình cho ăn cơm. Chứ mình làm cái gì đến cái mức độ tàn nhẫn mà không cho họ ăn, ép cho họ chết để mau cái vãng sanh. Chúng tôi có một lần là có một sư cô. Có một sư cô nói sao quý vị biết không? Thầy ơi, con đau quá rồi, con bị ung thư, hình như ung thư đại tràng, ung thư gì đó, đau quá rồi. Thầy có thể lấy mũi thuốc thầy chích cho con chết không? Tức là cô kêu đau quá rồi, bây giờ chích cho cỏ mũi cho cô chết, cô qua khỏi cái cơn đau đó đi, cho cô chịu không nổi với cơn đau đó rồi. Thầy kêu thầy không thể làm được như vậy, thầy không thể nhẫn tâm thầy làm được như vậy. Nếu thầy làm như vậy là gọi là sát nhân, là giết người, không thể làm được như vậy. Thì cuối cùng cô làm sao? Đặc biệt là cô này, cô cố gắng cô niệm Phật. Cái lúc gần lâm chung, gần tắt thở, nhờ cái công đức Phật lực gia trì sau đó, cái đau đó nó giảm lần, nó tan biến, cổ ra đi một cách nhẹ nhàng. ...2007 đầu tiên mở phòng vãng sanh. Làm chưa xong thì chúng tôi được nhận điện thoại của Ni Sư Thông Hoàng để cho sư cô Quảng Phước lên trên này hộ niệm. Mà sư cô khi lên trên này hộ niệm là sư cô Quảng Phước là không có ăn, chỉ có uống nước. Mà sư cô không muốn ăn nữa, chỉ có uống nước. Và sư cô tha thiết chân thật niệm Phật và uống nước, nhịn ăn, uống nước là do sư cô muốn như vậy. Và 21 ngày hết bệnh luôn. Hôm nay có mặt sư cô ngồi đây. Sư cô Quảng Phước đứng dậy cho mọi người nhìn thấy chút ạ. Nhớ không? Nhớ sư cô Quảng Phước không? Cái đĩa này chúng ta còn á nha. Hôm nay sư cô rất là hồng hào, rất là khỏe. Bởi vì nó bị ung thư, bị bệnh đại tràng. Mà chúng tôi xuống tuốt cái cốc của sư cô Quảng Phước đang ngồi tại dưới đó luôn. Chúng tôi nói ở dưới này hộ niệm không được liên tục, thôi lên trên này đi. Mà trong thời gian sư cô Quảng Phước niệm Phật là giác ngàn thấy sư cô nhiếp tâm cao độ lắm. Nhiếp tâm rất cao độ. Và cổ gì? Cổ thấy nhẹ nhàng trong người. Mà cuối cùng cổ lại hết bệnh. Mà chúng tôi nhớ là cái lúc mà cổ hết bệnh là nó rất là lạ kỳ. Nó rất là kỳ diệu. Cổ ra là cổ hồng hào, cổ khỏe. Hôm nay cổ có mặt ở đây. Lạ lắm ngang. Mấy năm nay giác ngàn không liên lạc với sư cô. Nhưng hôm qua tự nhiên lục cái điện thoại ra, thấy còn số điện thoại sư cô Quảng Phước. Và gọi đúng ngay sư cô Quảng Phước luôn. Khi hôm nay sư cô lên tỉnh Thất Quan Âm lâu ngày quá. Và chính sư cô là người mà đầu tiên hộ niệm tại đây. Bây giờ tại tỉnh Thất Quan Âm họ đồn một cái tin, mà giác ngàn thấy cái tin này nó không có ảnh hưởng và nó không có làm cho mình lung lay bỏ cái vấn đề hộ niệm, và cũng không làm cho mình có một cái gì bực tức hoặc khó chịu gì cả. Mà tự nhiên sư cô Quảng Phước lại gì? Hôm nay hoan hỷ nhận lời lên trên này. Mà chính sư cô Quảng Phước là người mà gì? Mà người là tình nguyện ở trên này hộ niệm. Và không phải giác nhàn ép không cho sư cô ăn, mà do sư cô uống nước mà niệm Phật hết bệnh. Phải không sư cô Quảng Phước không ạ? Đúng không ạ? Đó, cổ còn ở đây. Thì đây là một cái tin quan trọng nhất. Cái tin quan trọng nhất là tại tỉnh Thất Quan Âm. Bây giờ chỉ có một điều đó là thầy Nhàn chuẩn bị bắt. Bây giờ ép người không cho ăn, mang vô hộ niệm cho nhanh chết. Sư cô Quảng Phước ngồi bà cười kìa. Ai mà nhẫn tâm đến mức độ thế. Mới hồi sáng mới báo ngang, mấy Phật tử mới báo á. Thầy ơi, thầy lên giảng, thầy bây giờ phải nói cho mọi người biết. Họ bây giờ có một cái tin là nói rằng là thầy hộ niệm nhưng mà đưa vô phòng hộ niệm ép cho người ta chết, không cho ăn uống gì hết. Bức tử, dùng danh từ gọi là bức tử ép cho người chết. Ồ, dữ vậy ta. Công nhận.
mình đưa người về Tây Phương Cực Lạc. Công nhận gặp nhiều cái chướng duyên dễ sợ nha quý vị nghe. Khi giác nhàn nghe qua giác nhàn tỉnh bơ, bởi vì mình không có cái tâm ác độc này, cho nên thành ra mình rất là bình tĩnh. Cho nên thành ra cái việc làm Phật sự không phải dễ đâu nha quý vị nghe. Nhưng mà không phải vì một cái việc họ nói như vậy mà mình bỏ lỡ cái cơ hội hộ niệm. Vẫn phải lo hộ niệm. Vừa rồi có một cái ca của cái ông cụ đó đó, ông ra đi rồi gia đình mới nói: thưa thầy, con cảm ơn thầy, gia đình của con lên trên này được mấy chú chăm sóc cho ăn cho uống, lo lắng rất đầy đủ, con rất là mừng, con cảm ơn thầy. Cho nên chúng tôi thấy là khi họ nói như vậy thì không biết sao cái phòng hộ niệm mình càng đông nữa quý vị. À, cũng lạ. À, vì vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi không phải đính chính hoặc bào chữa, mà những người có tín tâm với cái vấn đề hộ niệm, có tín tâm với cái vấn đề mà chúng tôi giảng những điều cần thiết lúc sắp lâm chung, thì đừng có sợ là khi về đây thầy không cho ăn thầy ép cho chết. Đừng có sợ như vậy nha, mà vẫn giữ tín tâm, vẫn giữ tín tâm để mình gì? Để mà mình nhờ người trợ niệm cho đến lúc lâm chung. Chứ nếu mà thầy làm vì danh vì lợi, thầy làm mà vì những cái chuyện mà gọi rằng là bất hợp pháp, làm một cái tâm tàn ác như vậy, thì với cái lượng người 1.500 người ở đây, hàng ngày họ sinh hoạt 3-4 năm nay tồn tại, thì Phật cũng không có gia hộ cho thầy được ở đây đâu. Quý vị công nhận điều này không? Ông này ông làm cái điều tà, ông làm điều gian ác, ông vì danh lợi, thì chắc là Phật Bồ Tát không thể nào gia hộ cho con người này được. Mà không gia hộ cho vị trụ trì, không gia hộ cho đạo tràng, thì làm sao đạo tràng tồn tại đến ngày hôm nay? Và đạo tràng tồn tại đến ngày hôm nay, thầy trụ trì muốn gì? Muốn sắp xếp một cái nơi để đưa cho chư ni về đúng cơ sở ni, và cho bớt các Phật tử đi về một cái địa điểm để ở cho ổn định lại. Thì lại thượng tọa chùa Pháp Thường, công nhận thượng tọa này đặc biệt, ổng nghèo nha quý vị nghe. Đến nỗi mà nhắc nhàng đưa người xuống mà ông kêu thầy hỗ trợ tiền giường cho tôi nghe. Trời ơi, ông nghèo. Nhưng mà ông có cái tâm rộng lượng, cho nên cái lượng đất 4-5 mẫu rất lớn mà xin giấy phép xong luôn là quý vị. Bây giờ chỉ có đợi xây thôi, nhưng mà chưa có tiền. Ok, hôm nay thầy đưa một lần xuống 400 người, nhưng mà tôi nói thiệt với thầy, tôi không có tiền mua giường. Trời ơi, ông nói mình nghe đứt ruột luôn quý vị. Mình nghe đứt ruột luôn á. Rồi thôi gửi tiền xuống cho thượng tọa mua giường, mua đồ đạc, xây 1-2 căn nhà cho Phật tử. Thì cái thâm tâm của chúng tôi á, chúng tôi mang ơn thượng tọa, mà thượng tọa cũng mang ơn chúng tôi. Lắng nghe nghe. Chúng tôi mang ơn thượng tọa là cái lượng người trên này quá đông, bây giờ chẳng lẽ mình đuổi họ về nhà, mình cho họ đi lang thang, chết, không có chỗ chứa là chết. Mà hình như Phật cũng sắp xếp làm sao chứ, nó đâu vô đó nghe quý vị nghe. Thì chúng tôi nói sư cô là bắt buộc phải đi rồi đó, xuống cơ sở ni. Còn với các cụ ai muốn thì tùy nguyện, thì xuống vừa đủ cái chùa dưới đó luôn. Thì thượng tọa, chúng tôi mang ơn thượng tọa là thượng tọa có cái chỗ để mà chứa những cái số lượng người này, bởi vì ở đây quá tải. Nếu không có chỗ chứa, không có chỗ lo lắng, đi lang thang ngoài đường mình mang tiếng chứ đâu, đúng không? Mình nhận vô rồi, bây giờ mình không có trách nhiệm, mình đuổi người ta đi, mang tiếng chết nghe quý vị nghe. Đi lang thang ngoài đường, về ở không yên với con cái. Còn mấy sư cô gần 100 vị mà về ở với chùa, giờ ở lại cái chùa cũ ở nổi không? Khó, coi như là quê ngại với lại huynh đệ đó nghe. Thì thượng tọa lo lắng toàn bộ sắp xếp giúp dùm chúng tôi trong một tuần mà về đầy đủ hết 300-400. Thì chúng tôi mang ơn, bởi vì thượng tọa giúp dùm chúng tôi là đưa cái lượng người này về lại với đó, cho tịnh thất nó được gì? Bớt giảm cái lượng người cho ổn định lại. Chúng tôi mang ơn. Nhưng thượng tọa cũng mang ơn chúng tôi là nếu không có các vị ở trên này xuống cái chùa lạnh tanh như chùa Bà Đanh, cái chùa vắng hoe à, thượng tọa mới nói thầy yên tâm đi, tôi cảm ơn thầy, nhờ thầy đưa xuống mà bây giờ mấy cổ tu 1 ngày 4-5 thời cái chùa nó vui, nó ấm. À, vậy là gì? Hợp tác qua lại. Thượng tọa đó có cơ sở, giác nhàn có con người,
đúng không ạ? Hợp tác qua lại. Thì giác nhạc mới nói như vậy nè, mình mang ơn rồi mà mình còn nói thương tọa mang ơn mình nữa nha. Giác nhạc biết không? Giác nhạc nói sao quý vị biết không? Trời ơi, 100 ni, gần 100 ni này với 200-300 Phật tử này, nếu mà con không có nuôi mấy người này là con xây mấy cái chùa lớn lắm, con đầu tư mấy người này dữ lắm, con đầu tư tiền bạc lo lắng trên này nhiều lắm á ngang thượng tọa ngang. Hôm nay con đầu tư xong là thượng tọa hưởng á. Quý vị công nhận không? Chứ nếu mà cái cơ sở thượng tọa mà kéo lần 300-400 về đâu dễ gì quý vị. Quý vị biết không? Thầy ở đây mà thầy giảng nè, thầy lo cho người ta ăn uống nè, thầy tạo cái môi trường này, thầy khuyến dụ người ta về, với số lượng người này thầy phải trải trường 7 năm. Biết bao nhiêu tiền thầy đầu tư vô con người này không? Hiểu hiểu không ạ? Thì như vậy hôm nay thầy đầu tư sẵn hết trơn rồi, cũng như là cái gì đó, cũng như là mình đầu tư vô một cái cổ phần, nó thành hình hết trơn rồi, bắt đầu mình đưa cho người ta xài. Có nghĩa là những người này người ta được tu hành rất tốt, người ta tinh tấn, mà thượng tọa nói là tìm được cái số lượng người này rất khó. Thì giác nhạc nói thưa thượng tọa, bữa nay nghe nói bữa nay là chưa đủ nhà nằm ở phía bên ngoài sắp lớp á. Thì thượng tọa nó không sao, thầy an tâm, khoảng 2 tuần nữa là người ta gọn hết. Nếu thầy còn khoảng 1 tháng thầy đưa 100 nữa cũng được. Hỏi vì sao mà thượng tọa muốn nhận nhiều vậy? Kêu chúng ở trên thầy là người ta tu quyết liệt giảng sanh, cho nên tôi khoái mấy con người này. Mà làm sao mà tôi có thể có một cái sức thuyết phục, làm sao mà trong một thời gian ngắn này mà tôi được cái số lượng người 300-400 này thầy nhạc. Tôi cảm ơn thầy lắm. Nhắn nhạc kêu ồ vậy mới được chứ. Thì chúng tôi muốn nói cho quý vị biết rằng là cái lượng người mà cái chúng ở đây họ đi đến đâu là họ tu quyết liệt, cho nên các thầy rất thích. Hòa thượng Quảng Hiển nói ở đây chỉ 65 chú thôi nha, cộng với lại 100 mấy chục cụ thôi, tôi không có nhận hơn nữa đâu. Thầy nói trong bụng, thầy kêu để vài bữa nữa hòa thượng kêu nữa cho coi. Cái hòa thượng buổi sáng hôm qua ông kêu ồ sao mấy lúc trước đệ tử tôi ổng tụng có 40 phút hoặc 45 phút, sáng tụng Lăng Nghiêm có một chút xíu xuống, sao mấy chúng của thầy tụng một lần 2 tiếng từ 4 giờ đến 6 giờ tu dữ vậy? Rồi từ lúc 9 giờ đến 11 giờ tu dữ vậy? Rồi chiều lúc 2 rưỡi đến 4 rưỡi tu dữ vậy? Rồi lúc tối từ lúc 7 giờ đến 9 giờ, thầy còn nữa không? Thầy đưa xuống nữa đi. Sáng nay chú Hiếu nói thầy ơi, buổi sáng hòa thượng hôm qua ông nghe đại chúng niệm Phật ông cười muốn miếp, ông cười miếp à. Ok, cái chùi ông bữa nay sao nó ấm cúng mà nó sạch sẽ dữ vậy? Thôi dọn tiếp, dọn dọn căn nhà bên kia cho mấy chú xuống thêm. Mấy chú này giỏi ghê á nha. Chú Hiếu hỏi còn không? Thầy kêu hết rồi. Hết rồi. Mới sáng gọi cho chú Hiếu, chú Hiếu kêu trời ơi hòa thượng cũng khoái mấy chú mình lắm á thầy. Hỏi làm sao? Kêu mấy chú mình làm xiên á, tưới cây tưới đồ lo hàng ngày tu hành, ông hòa thượng cũng khoái. Cho nên chúng tôi muốn nói với quý vị biết rằng là trong cái quá trình 6-7 năm nay chúng tôi đầu tư vô con người này để niệm Phật vãng sanh, thì họ bất cứ đi đâu họ cũng niệm Phật vãng sanh. Tới một cái môi trường đó họ tu y chang như trên này, và thời gian cũng vậy, thì tự nhiên ngôi chùa đã bắt đầu là gì? Ấm cúng. Bắt đầu gì? Phát triển. Trời, chúng tôi xuống thấy cái chánh điện của cái chùa Hộ Pháp nó đẹp, nó trang nghiêm, mà đóng cửa để lạnh tanh, hương tàn khói lạnh. Hôm nay hòa thượng giao rồi, đại chúng xuống dọn dẹp 10 ngày chưa hết bụi. Bởi vì nó rộng quá mà ai mà dọn nổi. Trời ơi. Thì chúng tôi mới thấy lại rằng là có con người là có tất cả. Hiểu không? Có con người là có tất cả. Mà con người đó là con người gì? Con người này là phải con người chân tu thật học. Mà muốn chân tu thật học thì con người này phải giữ đúng 4 cái quy chế: hiếu dưỡng cha mẹ,
tôn kính sư trưởng, từ tâm bất sát, hành thập thiện nghiệp. Đó là bốn quy chế nền tảng để vãng sanh cực lạc. Còn thêm bốn cái quy chế nữa dành cho tất cả những người Phật tử, dầu tu tịnh độ hay không tu tịnh độ. Đó là bốn ơn nặng, ơn tam bảo cao tột nhất cho mình cái pháp thân huệ mạng, ơn cha mẹ cho mình cái sắc thân tứ đại, ơn chúng sanh hàng ngày có người dệt vải, có người trồng lúa, có người đào giếng, có người may áo, có người nấu cơm, có người làm đường, có người làm ghế, mình có ngồi đúng không ạ? Thì đó là cái ơn của chúng sanh. Không có chúng sanh thì mình không thể tồn tại được, một mình không thể sống được. Và ơn thứ tư đó là ơn tổ quốc. Chúng tôi cũng không hiểu vì sao các vị chính quyền hàng ngày họ thường xuyên ở trong này, họ thấy được cái chùa của mình sinh hoạt với cái lượng người như vậy mà vẫn bình yên, không bao giờ làm chính trị, không bao giờ chống trái nhà nước, và không bao giờ mình có thể gọi rằng là chống đối lại, mà chỉ gì? Tùy thuận chúng duyên vô quái ngại. Tùy thuận chúng duyên. Cái chúng duyên ở đây bữa nay đông quá rồi, nó đông đảo quá rồi, thì bây giờ mình lấy cái chúng duyên ở này đem đi gieo duyên đi chỗ khác. Cái chỗ khác không có chúng thì mình đem đi gieo duyên chỗ khác. Chứ đừng có sợ mất chúng. Đừng có sợ mất chúng, nghĩ rằng là đem đi rồi vài chỗ bữa nữa cái chùa mình nó lạnh tanh như chùa Bà Đanh. Không lo. Hôm nay số lượng người các cụ, 25 cụ già yếu, 40 cụ có chính sách bà mẹ Việt Nam anh hùng, hay gọi là các cụ mẹ có chiến sĩ, còn lại các cụ khác là tổng cộng 311 cụ ở bên này bình yên một ngày tu mấy thời? 4 giờ sáng đến 7 giờ sáng, 8 rưỡi đến 11 rưỡi, thường 9 giờ đến 11 rưỡi là 2 tiếng rưỡi, chiều từ 2 giờ đến 4 giờ rưỡi 2 tiếng rưỡi nữa, tối từ lúc 6 rưỡi đến 9 giờ, rồi 9 rưỡi có mở kinh hành niệm Phật đến 12 rưỡi, cái này là gieo duyên tùy nguyện. Từ 12 rưỡi tu đến 3 rưỡi, coi như là trú dạ lục thời. Trú dạ là ngày đêm 6 thời trong này. Mà 6 thời trong này nếu ai mà người ta tha thiết đi được 5 thời, một thời họ ngủ là 9 giờ rưỡi đến 12 rưỡi, hoặc giả 12 rưỡi họ ngủ đến 3 rưỡi, họ tha thiết ở trong này, họ buông vạn duyên, chỉ có chân thật niệm Phật tụng kinh vô lượng thọ, rồi ra bên ngoài đến giờ ăn ăn, rồi bắt đầu tiếp tục họ quay vô lại họ tu. Họ cứ tu hoài như vậy một thời gian. Thời gian sao? Họ thấy họ không muốn ngủ nữa, họ thấy họ không cần ngủ nữa, họ thấy họ không còn ngủ nữa, họ thấy họ không buồn ngủ nữa. Họ đang đi kinh hành trong chánh điện, họ nhìn qua họ thấy Phật A Di Đà. Vừa thấy Phật A Di Đà là chắp tay cúi xuống, con nguyện vãng sanh theo Phật về cực lạc. Ngài Đại Thế Chí cầm cái đài bằng bạc đưa ra. Con nghe thầy Giác Nhàn nói á, con niệm Phật hôm trước đến giờ con tha thiết ngày đêm chịu khổ chịu cực, mà hôm nay con niệm Phật đến ngày bây giờ mà cầm cái đài bằng bạc, con ứ về đâu? Phải đài bằng vàng con mới lên. Nhớ ngang, nhớ ngang. Đài bằng bạc là phẩm vị nó thấp á, phẩm thánh đồng cư độ đó. Thì lúc đó làm sao? Phật A Di Đà vẫn đáp ứng cho mình, nói ngài Đại Thế Chí thôi cầm cái đài bằng vàng đưa cho hắn đi. Leo lên cái đài bằng vàng ngồi trong đó, Đức Đại Thế Chí phải nâng đỡ ngang. Thôi ở Đại Thế Chí Bồ Tát mà nâng đỡ cái đài. Nâng đỡ cái đài bằng vàng, trong một sát na lìa khỏi ta bà ngũ trượng, khẩy tay búng một ngón tay dày đã đến Liên Trì rồi. Nếu đạo tràng ổn định như vậy
thì chúng tôi nói 3 năm sau có người biết ngày giờ. Nhưng 7 năm nay vẫn chưa ai biết ngày giờ. Là do cái nguyện của Phật hay là do mình có vấn đề? Không phải cái nguyện của Phật có vấn đề mà mình có vấn đề. Mình có vấn đề là mình chưa có xả ly ta bà, và mình chưa có đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, mình chưa đầy đủ tín nguyện hạnh. Cho nên thành ra mình chưa được về, mình còn ngồi ở đây. Thầy ngồi thầy suy nghĩ lại, thầy nói các cụ ở đây quá sung sướng, không lo tiền, không lo cơm, không lo áo, không lo gạo, không lo nhà, không lo cửa, không lo con, không lo cái, không lo cháu, lo không lo chắc, không lo chích. Lo cái gì? Chỉ lo niệm Phật vãng sanh, mà không vãng sanh được thì thôi, chết đi cho rồi. Thầy lo hết trơn rồi còn cái gì nữa đâu. Mà lý do gì sao mà chưa được vãng sanh? Là do nó chưa có ổn định. Bây giờ phải sắp xếp lại cho ổn định. Phải làm sao có chất lượng nha. Số lượng mà không có chất lượng là không được à. Làm sao cho có chất lượng. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay bắt đầu chúng tôi đưa các cụ vào cái thời khóa, thêm cái thời khóa 9:30 đến 12:30, 12:30 đến 3:30. Trong số lượng người này, trong số lượng 484 người này, có một vài người, người ta quyết liệt, tinh thần người ta sung mãn, ngày đêm người ta niệm. Bước đầu người ta ngủ 4 tiếng, sau còn 3:30, sau còn 3 tiếng. Họ kéo cái thời gian ngủ ít lại mà họ vẫn khỏe, vẫn tỉnh táo, không mệt mỏi. Nhờ cái công đức danh hiệu nó đột phá đi những cái hôn trầm mê ngủ. Bắt đầu họ đi vô định từ từ, từ từ, từ từ. Và họ giảm thiểu cái ngủ từ từ, từ từ. Ồ, sao cả tuần này mình không thấy ngủ? Mà cả tuần này ngủ mà sao mình thấy vẫn khỏe? Không phải chúng tôi ép bắt quý vị không cho ngủ để cho quý vị chết nha, không phải nha. Mà niệm Phật tự nhiên nó không ngủ, nằm nó cũng không ngủ. Nằm không ngủ ra niệm Phật cho ở đây nằm làm chi? Nhưng mà đang đi kinh hành nó buồn ngủ, nó mệt quá, nó thiếu ngủ phải vô ngủ à. Nó đói quá là phải cho ăn nha. À. Mà hình như là cái giờ mà 9 giờ mấy là chúng tôi nấu cháo ngon lắm à. Rồi những người Phật tử đi đi về về nè, là mình đâu có thời gian tu nhiều đâu. Thôi mình đi ban đêm khuya đi, về nhà ngủ bù. Thì từ từ, từ từ theo cái thời khóa này, theo cái thời khóa này, đột nhiên có một vài người biết ngày giờ. Bắt đầu á ngang, bắt đầu cái đạo tràng á ngang. Cái đạo tràng đang sao? Đột nhiên có vài người, một hai người biết ngày giờ, thì các cụ kia bắt đầu bà kéo theo. Hồi trước giờ mình chỉ nghe người hộ niệm thôi chứ chưa thấy người biết ngày giờ đúng không ạ? À? Thì tự nhiên có một vị đó biết ngày giờ báo lại với thầy Nhàn: 8 giờ sáng hôm nay con giảng sanh. Mà 8 giờ giảng sanh đến 10 giờ cái nó sống lại. Cái vụ này mới chết đó nha. Trời ơi, có cái cô đó còn nói: con đang nhập thất, Quan Âm Bồ Tát báo cho con 4 giờ sáng ngày hôm đó con giảng sanh. Người ta kéo ùng tới 4 giờ sáng bà cũng ngã lăn ra, 8 giờ bà sống lại quý vị. Trời, cái này chết đó nha, giảng sanh kiểu này không được á. Ai báo vậy? Nếu là Phật A Di Đà báo là chắc cú, hiểu không? Còn tất cả các vị Phật khác báo, không phải mình không tin tưởng, nhưng nếu thí dụ Quan Âm, Thế Chí, Phật Thích Ca, những vị khác báo, thì mình xin thêm là con muốn về cực lạc, con phải gặp cha của con là Phật A Di Đà. Nếu mình đủ tiêu chuẩn, đủ tiêu chuẩn nghĩa là mình đủ thiện căn phước đức nhân ly nhân duyên, mà Đức Phật A Di Đà sai Đức Quan Âm xuống, mà mình muốn Phật A Di Đà đến thì Phật A Di Đà đến, bởi vì mình là đủ tiêu chuẩn. Nhớ không? Cho nên cái lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư đó, phải gặp Phật A Di Đà rồi mới đi theo ngài nha.
Bởi vì mình niệm Phật A Di Đà, mình phải thấy Phật A Di Đà mới đúng nhân quả chứ. Đó là, thì như vậy hôm nay các cụ ở đây sinh hoạt bình yên với số lượng tồn tại đăng ký ổn định, và đây là một cơ sở hợp pháp được giáo hội và được cái sự quản lý của giáo hội và của nhà nước ở tại sở tại này là cho phép được 484 người đã đăng ký, xuất gia cũng đăng ký theo giáo hội và tại gia đã đăng ký theo lực cư trú của nhà nước đã ổn định, không phải lo. Và ý của thầy là muốn mỗi ngày chủ nhật đầu tháng ở Đại Tùng Lâm, giữa tháng ở chùa Hộ Pháp. Ví dụ ngày mùng 2 tháng 10 âm lịch ở Đại Tùng Lâm, hôm trước thầy thông báo ở trên vía và quý quan âm rồi đó, ngày mùng 9 tháng 10 một tuần sau á thì chúng tôi làm liền ở Hộ Pháp, chứ chúng tôi không để cái ngày 16, về ngày 16 nó hơi xa. Thì ngày mùng 2 tháng 10 âm lịch là ở tại chùa Đại Tùng Lâm, một cái sảnh mái tôn hòa thượng đã làm xong rồi, rộng rãi thoáng mát, hợp pháp, đăng ký thoải mái. Cho nên ngày chủ nhật trên này chúng tôi cắt không tổ chức, nhưng Phật tử ngày chủ nhật về đây niệm Phật được không? Được. Vì sao? Vì đây là cơ sở hợp pháp được tu tập đông người, nhưng không tổ chức lễ lớn nữa, xuống Đại Tùng Lâm tổ chức. Hàng ngày quý Phật tử về đây được không? Được. 5 người, 3 người đăng ký một tuần, 2 tuần, tháng, 2 tháng, đi đi về về thoải mái. Còn lại 2 chủ nhật chúng tôi sắp xếp những cái lễ phóng sanh ở miền Tây, và những ngày thường á thì chúng tôi có mặt ở đây. Mấy hôm nay đi về đang lo cái lễ vía, chuẩn bị đi xuống dưới đó, cho nên thành ra cái ngày thường á chúng tôi không có mặt. Cho 3-4 tuần trước á là sáng nào chúng tôi cũng có mặt, chúng tôi giảng từ khoảng thứ 2, từ khoảng thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 á là những ngày đó chúng tôi có mặt ở tại đây. Ngày chủ nhật chúng tôi đi tổ chức chỗ khác. Chúng tôi muốn cho cái tịnh thất ở đây nó được bình yên, cái lượng người nó không có tấp nập về đông, nó xáo trộn cái số người thường trụ thì cái sự giảng sanh nó lâu. Hiểu chỗ này không? Hiểu cái ý chúng tôi chỗ này không? Hiểu không ạ? Rồi. Bây giờ cái cơ sở làm việc để tụ tập đông người thì cái chùa Đại Tùng Lâm là nó hợp pháp, nó rộng quá đi, và nó thuận tiện đường đi cho người ta xuống đó. Mà đây cũng là Phật sắp xếp quý vị ạ. Phật sắp xếp đó mà. Trời ơi, chủ nhật bây giờ nó quá tải ở đây rồi, con người quá đông rồi, thì thôi mình dời xuống Đại Tùng Lâm nó quá hợp lý, đúng không? Đó. Thì như vậy hôm nay ngày mùng 2 tháng 10 chúng ta tổ chức tại chùa Đại Tùng Lâm âm lịch đó nghe. Rồi một tuần sau là ngày mùng 9 tháng 10 âm lịch chúng ta cũng tổ chức tại chùa Hộ Pháp. Và tháng 11 á thì đầu tháng là ngày mùng 7 chúng ta tổ chức ở Đại Tùng Lâm, mùng 7 tháng 11 âm lịch. Và ngày 17 là cái ngày đó là cái ngày vía Phật A Di Đà, cũng tổ chức ở Đại Tùng Lâm. Bước sang tháng 12 thì ngày mùng 6 tháng 12 có một cái lễ phóng sanh ở dưới miền Tây. Quý vị lên trang web vô lượng thọ.vn quý vị thấy cái chương trình đó. Và chúng tôi chuyển qua ngày 20 âm lịch là chúng ta làm một cái lễ tất niên tại chùa Đại Tùng Lâm. Chùa Hộ Pháp cũng qua chùa Đại Tùng Lâm làm cái lễ tất niên tu cuối ngày, gọi là tu một tháng cuối năm, là ngày 20 tháng 12 âm lịch là tất niên. Thay vì lúc trước tất niên ở đây thì bây giờ chúng ta tất niên ở Đại Tùng Lâm để người ta về cho dễ, hả không ạ? Rồi ai muốn lên đây ăn Tết thì ngày 27 thầy làm tất niên nội bộ ở đây cho các cụ. Và ngày vía Quan Âm, ba lễ vía Quan Âm 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 Đại Tùng Lâm. Ngày Vu Lan, hòa thượng giao cái chùa Hộ Pháp, thầy tổ chức Vu Lan tại chùa Hộ Pháp. Rằm tháng 4 tổ chức luôn rằm tháng 4 tại chùa Hộ Pháp luôn. Ở trên này chỉ có chuyên rồng niệm Phật, không một cái lễ gì xen vô hết thì sự vãng sanh mới cao. Quý vị đồng ý chúng tôi chỗ này không? Lúc trước mình còn động lại những cái lễ nè. Vía Quan Âm mình vẫn tổ chức ở đây, tuy rằng thầy xuống dưới kia vẫn tổ chức lại. Hôm nay vía Quan Âm không lại ở đây nữa, để cho cái đạo tràng này chuyên tu niệm Phật luôn.
Cho nên một năm có 3 ngày lễ vía ở tại đây vẫn niệm Phật luôn nha. Nhớ nghe, này cái quy chế và quy định và thời khóa và sự sắp xếp của Đại Đức trụ trì bắt đầu từ ngày hôm nay. 3 ngày lễ vía muốn lạy xuống Đại Tùng Lâm lạy. Chúng ta muốn cho cái đạo tràng này nó chuyên rồng niệm Phật ngày đêm, không một cái lễ gì xen vô, để cho cái sự vãng sanh biết ngày giờ. Phải có người biết ngày giờ cho thầy, chứ không phải ăn ở trong này không mà không biết ngày giờ đâu, nghe chưa? Và một năm có 3 cái lễ, đó là rằm tháng 4, rằm tháng 7, Vía Di Đà tổ chức tại đây. Thì hôm nay rằm tháng 4, rằm tháng 7, Hòa Thượng giao cái chùa Hộ Pháp, thầy đã xin Hòa Thượng rồi, tổ chức luôn ở chùa Hộ Pháp. Vía Di Đà chỉ tổ chức một điểm, ở đó là Đại Tùng Lâm. Và có thêm một cái lễ nữa là Tất Niên. Tất Niên ở đâu? Dồn về Đại Tùng Lâm tổ chức Tất Niên. Rồi thầy ở đâu? Thầy lên trên này lại, ngoài chủ nhật thì thầy về lại đây tu với đại chúng và ở khu chuyên tu. Cơ sở thầy chính vẫn là cơ sở ở đây. Mỗi ngày thứ, có thể là chủ nhật thầy tổ chức xong thứ hai thầy về, thì thứ ba thầy có mặt ở đây tu buổi sáng với đại chúng, tiếp khách cả một buổi sáng luôn. Chiều thầy về lại khu chuyên tu. Sáng hôm sau 1 giờ thầy lên lại đây tu. Trong thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 thầy xuống làm việc lại dưới kia. Coi như là ổn. Ổn không? Ổn. Chúng tôi cảm giác là ổn. Về mặt nhà nước, số lượng người từ 1.500 còn lại 484 người. Họ rất là mừng. Họ rất là mừng. Về an ninh, về chính quyền, hôm qua chúng tôi cầm cái danh sách này đưa xuống công an huyện, họ rất là mừng. Một số những căn nhà tạm thầy dỡ bớt cho nó thoáng. Phật tử lên đây trời ơi khóc bù lu bù lo, trời ơi chùa thầy bị dỡ rồi. Chừng nào dỡ hết chính điện mới nói, chứ dỡ mấy căn mà nói gì vậy? Dỡ mấy căn đó là căn tạm mà, chứ cất lụi. Bữa nay người ta đi bớt mình dỡ cho nó thoáng chứ. Vậy mà đứng khóc vô duyên. Sáng thầy giảng giùm đi, người ta đồn quá trời luôn, chùa thầy bị dỡ, đóng cửa hết trơn, không còn ai ở đây. Thầy xuống chùa Hộ Pháp thầy trốn rồi. Đúng là lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, miệng không dành lại méo tứ tung. Lạ kỳ. Chúng tôi thấy trong cái quá trình từ năm 2012-2013 và đến năm 2014, cái lượng người tấp nập về nó lộn xộn, mà chuyện này chuyện nọ quá trời đông người mà không có chuyện gì hết. Nhờ cái sự gia trì của Phật mà đến hôm nay chúng tôi trực tiếp ở tại đây để quản lý sắp xếp con người, thì chúng tôi nghĩ là cái đại chúng mà số lượng con người mà được ở đây đó nha, những người đi đi về về cũng như những người mà mỗi chủ nhật họ đến đây họ tu á, cũng như là hàng ngày mà họ đến đây xin cộng tu á, cũng như những người thường trụ á, là chúng tôi nghĩ là đến hôm nay là quý vị an toàn bình yên mà ăn ngon hơn, bởi vì ít người thầy nấu ngon hơn. Hôm bữa 1.500 người thì nó chia cái tiền đó ra, chúng tôi nấu nó thường thôi, nhưng hôm nay còn 400-500 rồi, chúng tôi nấu ngon lắm á, nghe chưa? Vì vậy chúng tôi muốn nói cho quý vị là hôm nay chúng tôi tự nhiên nó thở cái phào ra, nó khỏe. Ở tại cái cơ sở mình bây giờ không tụ tập đông người nữa, không xin phép tu chủ nhật nữa, bởi vì có cái chùa Hộ Pháp với Đại Tùng Lâm rất thuận tiện cho những người ở miền Tây, ở các nơi người ta về. Và cơ sở đó nó hợp pháp và nó đầy đủ điều kiện cho mình để mình tổ chức. Như vậy tại Tịnh Thất Quan Âm có tu nữa không? Có. Hàng ngày cứ về, trong nước cũng như ngoài nước, đăng ký cứ tu ngày, 3 ngày gì đó, nhưng không tổ chức nữa nha. Hôm nay cái buổi chủ nhật này là chúng tôi giảng chủ nhật cuối cùng. Buổi chủ nhật á, là chúng tôi giảng buổi chủ nhật cuối cùng. Còn những chủ nhật khác là chúng tôi đã xếp ở dưới chùa Hộ Pháp với Đại Tùng Lâm rồi, và cũng có những chủ nhật ở chùa Pháp Thường nữa. Rồi chúng tôi lên tu và giảng buổi nào? Buổi nào? Thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6. Thì những ngày thường rồi đó, chúng tôi lên tu chung với đại chúng.
Tuy nhiên có những buổi không có là vì sao? Vì công việc Phật sự chúng tôi phải lo thì đại chúng vẫn tu bình thường. Tuy nhiên một tuần có 3 buổi tối nghe thuyết pháp qua bên cái màn ảnh máy chiếu. Nhưng máy chiếu này nè là một tuần có 3 bữa. Thì coi như cái chùa hôm nay chúng tôi thấy nó ổn định. Và coi như hôm nay chúng tôi thông báo cho mọi người biết cái sự sinh hoạt, cái con người ở đây và thầy sinh hoạt ở đây như thế nào, và sinh hoạt với chùa Hộ Pháp như thế nào, và sinh hoạt ở Đại Tùng Lâm như thế nào, là hoàn toàn do cái đầu của thầy sắp xếp để điều tiết con người. Chứ trong này chưa có một văn bản của giáo hội chính quyền buộc thầy phải đóng cửa, phải đưa con người đi. Không có, chưa. Thầy ngồi trước tâm bảo thầy nói rõ ràng ngang, cái này là do tự thầy sắp xếp trước, chứ không phải là chính quyền nhà nước ép buộc thầy phải đưa con người đi, phải dỡ những cái nhà này, không phải. Nhớ ngang, nhớ nghe cho rõ ngang, chứ miệng ăn mắm ăn muối nói tùm bậy tùm bạ đi. Nói vậy nó đụng chạm người ta. Chính quyền chưa có một cái văn bản, chưa có lên làm việc ép buộc một cái gì hết. Họ chỉ lên họ coi thử coi số lượng người ở bao nhiêu. Và chúng tôi thấy cũng quá tải, mà họ thấy cũng quá tải. Bây giờ mình di dời xuống chùa Pháp Thường, dưới đó nó vắng tanh không có ai. Xuống chùa Hộ Pháp vắng tanh không có ai. Thì mình điều tiết đi nó hợp lý, họ cũng vui vẻ, mình cũng vui vẻ, giáo hội cũng hoan hỷ. Chứ đâu mà họ lên họ bắt ép ông trụ trì, ông đóng cửa, đuổi mọi người đi hết, dỡ nhà, dỡ cửa. Nói ghê vậy trời. Hình như là đây là cái cơ hội để cho họ, họ nói xấu chùa mình, nhưng mà không sao, mình hoan hỷ. Họ càng nói xấu mình, nghiệp mình tiêu càng nhanh. Hả? Nghiệp mình tiêu càng nhanh. Mà gì nữa? Mà cứ mỗi lần á, mình thấy trở ngại cái gì đó là bài toán khó đưa đến mình để mình thi lên lớp. Hiểu không? Và mỗi lần có cái gì trở ngại đó là gì? Là nâng cao cảnh giới. Nâng cao cảnh giới là gì? Chùa mình hôm nay được thanh lọc và được gì? Gọn gàng sắp xếp để cho người vãng sanh có được biết ngày giờ nhanh hơn. Đó là nâng cao cảnh giới con người. Và đặc biệt nữa là chùa mình hôm nay không có mùi thơm chiên đàn thâm thẩm nữa. Hôm trước 1.500 người là cái hầm vệ sinh nó luôn luôn nó bốc mùi chiên đàn. Hôm nay quý vị thấy thơm tho. Mỗi lần lúc trước chúng tôi lên ngồi đây giảng mà nghe cái mùi vô, bây giờ đông quá, quá tải mà. Mấy chú nói thưa thầy, bữa nay cái hầm nó đầy rồi. Thầy kêu thôi bây giờ làm sao ăn, đừng cho ra đi. Sao đừng cho ra được? À, bữa nay cái chùa chúng tôi cảm giác thấy nó ổn định, nó thanh tịnh lại. Quý vị thấy không? Quý vị thấy vậy không ạ? Đúng vậy không ạ? Ai thấy giơ tay cho biết ạ? Cái lượng người nè, nhìn nè ngang, hai cái sảnh này nè ngang. Cái sảnh, cái chánh điện chính nè, với cái chánh điện ngoài đó đó. Là do quý vị biết hôm nay thầy giảng ở các Đà Lạt, Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương, Sài Gòn lên. Thì theo như một cái cơ sở nhà chùa mà một ngày tu với số lượng người này là gọi là quá tải. Hôm nay thầy nói quá tải ngang. Hôm trước là nó hơn quá tải nữa. Hôm nay thầy nói ít rồi đó. Hôm nay thầy thấy ít đó. Nhưng mà thầy thấy cảm giác cũng quá tải. Đó, ngồi quý vị nhìn thấy con người không? Quá trời, không biết ở đâu mà xuất hiện đông dưới. Thì nếu nghe, nếu mà cái chủ nhật nó như vậy, nó lên từ từ 6-7 ngàn là có gì? Dẫm đạp nhau trên này có án mạng xảy ra. Mà khi án mạng xảy ra mà vị trụ trì này không biết điều tiết, giải quyết, sắp xếp, thì họ phải gì? Tạm nhà nước, đóng cửa và giải thể. Nhưng hôm nay chưa là thầy kịp thời điều tiết và sắp xếp con người. Ngày chủ nhật xuống Đại Tùng Lâm, xuống chùa Hộ Pháp. Nhớ nghe. Rồi đưa bớt con người xuống chùa Hộ Pháp, xuống chùa Pháp Thường. Cho này nó vắng vẻ trở lại, nó yên ổn trở lại, nó bình yên trở lại. Mình sắp xếp kịp thời, chứ không có để cái sự vụ này xảy ra rồi mình phải sắp xếp. Hiểu không? Đó. Thì hôm nay thầy nói các vị để các vị an tâm chưa?
hôm nay mà lỡ mà thầy không lên kêu đó, ông trốn rồi đó. Chùa hai ba cái nhà đang dở, chuẩn bị dở chánh điện. Làm gì dở chánh điện? Thôi, dầu ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn giữ như kiền ba chân. Ha, kể câu chuyện kiền ba chân cho nghe nha. Hai cha con đi mua con ngựa. Thì hai cha con mua con ngựa rất là đẹp, dắt về. Người ta nói sao hai cha con này sao nó ngu quá, đi có tiền mua ngựa mà không biết cởi. Trời, con ngựa này để cởi chứ ai lại tự nhiên lại là mua về mình cho nó đi không, uổng tiền vậy. Trời ơi, người ta nói cũng có lý á ta. Thôi hai cha con leo lên cởi. Hai cha con lên cởi đi một đoạn, người ta nói trời ơi hai cha con này ác quá, buổi trưa nắng như vậy mà con ngựa vậy mà hai cha con leo lên. Hai cha con nghe vậy nói thôi con xuống cho cha đi, cha ngồi lên cho hai cha con ngồi lên con ngựa, nó chịu vậy nói. Nó đang buổi trưa nắng mà nó đi nó thở mà xè một mét, mà bây giờ hai cha con lên, thôi con xuống đi ba đi. Không mà đứa con dắt lên. Trời ơi ông cha ông không biết thương con, đứa con nhỏ vậy mà không cho nó cởi ngựa, mà ông cha ngồi lên trên này, ông cha này không biết thương con. Ông cha ông nghe vậy ông nhột dạ, ông nhảy xuống ông kêu thôi con lên đi con. Đứa con nó lên, người ta đi một đoạn nữa người ta nói sao đứa con này không có hiếu với cha ta. Ôi cha mẹ ơi, bây giờ dắt con ngựa không người ta cũng nói là ngu quá, có ngựa mà không biết cởi. Rồi bây giờ hai cha con cởi thì người ta nói ác quá, con ngựa chưa nắng nó mệt, nó con ngựa vậy mà hai cha con leo lên, người ta cũng nói. Rồi bây giờ ông con xuống cha cởi nó cũng kêu là ông cha không thương con. Bây giờ ông con trèo lên rồi thì ông cha ở dưới người ta cũng thì kêu đứa con là không có biết thương cha, ngồi lên đó kêu cha ông dắt ngựa đi. Thôi hai cha con mình xô ngựa xuống suối đi con. Xô ngựa xuống suối. Nhưng kia mày vô dụng quá đi, mày làm cho tao phiền quá đi. Cũng giống như vậy, người ta nói đem người vô hộ niệm ép bức tử không cho ăn. Người ta ghi âm rồi, người ta ghi hình rồi, người ta biết được chuyện này hết rồi. Mình nghe mình sợ, mình cuốn lên cái là giải thể hộ niệm đi hết. Nghe các cụ ở đây ồn ào quá, phức tạp quá, thôi giải thể đi hết, để mình ở đây một mình cho nó yên. Nghe ai nói gì bắt đầu mình cũng lung lay. Khi người ta nói, khi mình nhìn sự việc mình thấy đúng, đông quá không quản lý nổi, những cơ sở khác không có người, thôi mình chuyển xuống chùa hộ pháp thường. Thầy quá trời mừng luôn, năm mẫu đất không có ai, chuyển xuống chùa hộ pháp xây một cái chùa mênh mông không có ai. Bây giờ ba ngôi chùa này là ba địa điểm của mình, tu đúng như cái pháp hội của mình mà chia nó ra như vậy để mọi người quản lý nó dễ hơn. Chứ ai mình nghe vậy mình đuổi hết đi là mình si mê không có trí tuệ, không nên như vậy. Cho nên một vị lãnh đạo một cái chùa, một vị cha trong gia đình phải có trí tuệ, sáng suốt, khôn ngoan, thông minh, biết cách điều tiết, lèo lái, sắp xếp từ cái tài chánh, từ cái ban tổ chức, từ cái địa điểm vân 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 vân, để cho nó ổn định một ngôi nhà không phải là đơn giản. Không phải tự sức lực mình làm được mà phải có Phật lực gia trì. Mà muốn có Phật lực gia trì thì phải gì? Thì phải niệm Phật. Niệm Phật. Bấy lâu nay lâu lắm rồi đó, từ năm 2007-08. Rồi thỉnh thoảng một vài tháng sau, một vài năm sau thì gặp sư cô Quảng Phước lên trên này. Rồi mãi có cái cốc ở dưới kia, thì một lần giác nhàn có ghé cái thất đó, mãi đến hôm nay cũng không gặp. Hôm nay mời cô sư cô Quảng Phước lên đây chút xíu đi. Thưa quý vị, quý vị nhớ lại năm 2008, sư cô Quảng Phước là người mở hàng đầu tiên cái phòng vãng sanh của mình, quý vị nhớ không ạ?
Đây là một vị sư cô mà mở hàng mà không vãng sanh mà hết bệnh nè. Thầy hay nhắc đó mà. Và đến bây giờ rất là khỏe và rất là bình an. Thì lâu quá rồi, bao nhiêu năm không gặp lại sư cô Quảng Phước. Thì hôm nay muốn hỏi một vài điều từ hôm khi hộ niệm đến hôm nay đó. Và trong cái lúc hộ niệm đó, sư cô có cảm giác như thế nào? Và khi không ăn uống đó là mình thấy trong người mình nó không tiếp thu được. Và mãi đến hôm nay cái cuộc sống sư cô ra sao và bình yên và lên lại tỉnh Thất Quan Âm như thế nào? Có vài lời á, có thể chia sẻ lại cái lúc từ khi bệnh sơ sơ, khi bắt đầu bệnh lên phòng hộ niệm tỉnh Thất Quan Âm, rồi hết bệnh rồi khỏe đến ngày hôm nay. Bao nhiêu người muốn gặp lại sư cô Quảng Phước một chút xíu, sư cô có thể quan hỷ được không? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính thưa Thầy. Dạ. Con kính chào tất cả Phật tử Động Bằng Tu. Con là Quảng Phước. Cách đây 5-6 năm rồi. Dạ. Dạ, cách đây cũng hơn, cũng 6 năm rồi. Con cũng lúc mà đầu tiên Thầy có mở cái phòng vãng sanh, thì lúc đó là con bị bệnh ung thư đại tràng, là nghĩ là lên trên Thầy trên đây là phải niệm Phật đặng vãng sanh. Trong lúc đó thì con không thể nào ăn uống gì được hết, chỉ có uống nước thôi. Mà uống nước thì nhiều khi là nó niệm Phật rồi nó khát lắm mới nếm một miếng thôi, chứ không thể nào mà con nuốt nước được. Con nghĩ là 100 là hết, 99 phần là chết rồi, còn chỉ có một phần thôi chứ không có khi nào sống được nữa. Mà con lên đây con niệm Phật trên này, Thầy có cái ban hộ niệm đó, thì con niệm Phật thì trong cái thời gian con lên ngày đầu thì con đã chết đi hết một lát rồi. Xong sau cái là sư cô đồ này kia mới kêu Thầy lên là ban hộ niệm đồ vô, thì một hồi lát sau con lại con tỉnh lại. Trong vòng 3 ngày mà con tỉnh lại đó là con thấy con nuốt nước được, không đau nữa. Mà cái sự mà nó ra máu trong cơ thể con nó không còn nữa. Nó bình an, nó bình phục lại bình thường. Rồi qua hết niệm hết một tuần đó là con thấy là con nói sư cô cho con ăn cháo mà nấu lỏng thôi, tại vì Thầy nói là biết bao lâu rồi, mấy tháng không ăn rồi, bây giờ mà ăn vô thì sợ nó lủng bao tử, thì chỉ có nấu cháo bằng nước thôi. Tại con uống vô thì con thấy nó cũng dễ chịu. Qua một ngày sau mới ăn cháo được. Thì trong cái lúc niệm Phật đó thì con cũng tha thiết con niệm Phật. Thì con lúc con nằm, con nghĩ, con mệt đó, thì con nằm xuống con nghĩ. Thì con thấy là như là có một cái luồng ánh sáng ở trong cái đường bao tử của con, từ trên cái cần cổ nó chạy thẳng xuống cái đường bao tử. Xong con nói, ủa nếu mà như vậy thì mình ăn thì có thể là người ta thấy được cái ruột của mình nuốt tới đâu, người ta thấy hết sao. Thì mà tới chừng đó thì con chực nhớ, con nói sư cô sao nó nay nó ngộ quá. Thì con mới kêu Thầy, con mới thưa với Thầy là như vậy. Thầy con nói xong thì mấy ngày sau, khoảng một tuần sau thì con lại ăn cơm được. Chứ không phải là do mà lên trên này mà bệnh mà Thầy lại bỏ đói để cho chết. Chính bản thân mình không ăn được, chứ không phải Thầy không cho ăn. Con không ăn được là gần 3 tháng trời con không ăn được, chỉ có uống nước thôi. Chứ không phải, bởi vì nhiều con cũng nghe người ta đồn, người ta hỏi con tại sao mà Thầy lên trên đây mà Thầy không cho ăn mà ép cho chết hả? Thì con cũng nói là cái đó là do mình không ăn, chứ không phải là Thầy không cho ăn.
Bởi vì cái người mà nghe nói á, thì nó cái người nói á, thì nó là ít, mà cái người đồ ra nó cái chữ nó rất là bự. Cái người sự thật á, đúng sự thật chứng kiến á, là cái pháp hội của thầy là do mình không ăn được, chứ không phải là do thầy cấm không cho ăn mà để chết. Con cũng nhờ là ban hộ niệm trên tỉnh Thác Quan Âm thì niệm Phật cho con được 21 ngày thì con khỏe, con đi về. Thì thầy mới nói thôi giờ khỏe ăn cơm được thì đi về trả cái phòng cho thầy, đặng thầy nhận nhận cái sư cô Quảng Tiến đó mà thầy. Dạ, sư cô Liên Tiến đó. Vô thì lúc đó thì con cũng đi về rồi. Thì sư cô Liên Tiến chưa mất đó, thì đã ông cụ của thầy đã ra đi. Là con có lên đây con dự. Từ lúc mà con đã đi về rồi, con lên trên bệnh viện mà thầy đưa trên bệnh viện Hòa Mỹ đó, đi khám bệnh đó, thì vô đó thì bác sĩ khám tổng quát thì con hoàn toàn không có gì hết. Thì con mạnh khỏe luôn tới bây giờ. Vậy là hiện tại bây giờ sư cô Quảng Phước với lại sư cô Hương, phải không ạ? Hai vị đã ở một cái ngôi thất cũng thuộc đức trọng của chúng ta. Mà có một điều khi giác nhàn chở sư cô từ dưới cái thất lên là do lúc đó quý sư cô báo là chắc không có sống được đâu, mang lên trên này lo đám thôi. Thì lúc đó giác nhàn nhớ có một cái anh Sơn với chị The sao, Sơn The đó, là có chiếc xe Isuzu 7 chỗ. Mà đúng cô có phước quá chừng, đúng là cô Quảng Phước. Quảng là rộng rãi, phước là phước báu á. Vừa nghĩ lên cái là có chiếc xe của anh Sơn này có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm, đậu ngay chỗ cái nhà ăn mình bên này có một cây thông, là thầy chạy xuống cấp tốc thầy chở. Thì khi thầy chở lên thì nhìn ra sau là tưởng cô chết rồi. Thì thầy kêu cô Lộc pha giùm thầy mấy ly nước sâm để về cho cô uống, cô khỏe lại đó, để cho cổ niệm Phật đó nó có cái vốn rồi chết. Chứ lên trên này chết liền, cái phòng vãng sanh mới mở mà chưa hộ niệm mà chết liền á, cái phòng vãng sanh nó xui. Nó xui về sau cái vô cái chết chưa có niệm mà chết liền á, nó chưa có đủ vốn vãng sanh. Chính thầy là kêu cô Lộc nấu nước sâm và đổ cho cổ đó. Đổ nước sâm cho cổ xong cổ tỉnh lại, và cổ là người mà ngồi niệm Phật nhiếp tâm vô định sâu, không chớp mắt, và hầu như là cổ niệm Phật suốt luôn. Trong những cái ca của các sư cô, các Phật tử á, thầy ngồi trước tâm bảo, tuy nhiên thầy nhớ lại cái hoàn cảnh đó. Năm 2008 2007 là có phòng vãng sanh, nhưng mà chưa có làm xong cái phòng vãng sanh này. Mà cái tâm cổ mà để mà niệm Phật để đạt vô định á, cổ là sâu nhất. Và chính cổ là người 3 tháng không ăn được. Và từ khi không uống ăn được mà lên đây niệm Phật 3 ngày, bắt đầu là uống được và ăn cháo được, rồi ăn cơm xuất viện luôn. Xuất viện. Xuất viện nghĩa là ra khỏi cái phòng vãng sanh. Cổ còn một số tiền, cổ nói thưa thầy con còn 20 mấy triệu. Hình như là 16 triệu hay sao. Thôi cái tiền này đáng lẽ con làm cái gì đó, cô lấy cô cúng luôn cho tỉnh Thất Quan Âm. Thì cái thôi, hai sư cô bây giờ như vậy á, là ra lập thất lập chùa hoặc làm cái gì để lấy tiền này xài. Kêu không, con đi về lại ở dưới Vũng Tàu á, ha, về lại Vũng Tàu có cái chùa của thầy của con cô ở. Thì dắt nhàn cũng mấy lần đi xuống dưới đó, ghé Vũng Tàu cái gặp cổ dưới đó. Giờ hai cô là có một cái thất nho nhỏ nằm ở dưới này. Thì hiện tại bây giờ họ đồn khắp thế giới, đồn răng luôn á, là đem người vô ép bức tử, không cho ăn uống chết, là nói cô Quảng Phước này. Hôm nay tự nhiên sao cô xuất hiện, Long Thần hộ pháp giao hộ cho con mạnh dạn, cô dám nói. Mà đây là người thiệt việc thiệt quý vị à, người thiệt việc thiệt. Thì thầy không phải là bào chữa gì, nhưng mà những người người ta không có tính tâm á, người ta nghe vậy bắt đầu người ta đồ ra con chuột cái thành con voi, rồi những người không dám về đây hộ niệm nữa. Nghe cho kỹ nè, mình ăn không được nữa
chứ không phải là thầy không cho ăn, không cho ăn ép bức tử cho chết. Nói câu này nặng lắm à, câu này nặng lắm à. Thì thôi hôm nay sư cô nói vài lời như vậy để cho những người có mặt trong ngày hôm nay, cũng như là trên toàn thế giới, cũng như các vị sư cô khác nghe qua và có thể cảm thông được cái tình thất quan âm của chúng ta. Và nhắc nhàng ghi nhận, cảm ơn sư cô. Thưa quý vị, thực ra mà nói thì hôm qua Giác Nhàn có mời cho cô Quảng Phước lên là để hỏi thử coi cái tình hình cuộc sống của cô ở dưới đó như thế nào. Giác Nhàn cũng muốn tạo điều kiện giúp cho các sư cô, bởi vì dưới đó không có ai biết đến, điều kiện kinh tế nó cũng rất là thiếu kém. Chứ không phải hôm nay Giác Nhàn kêu cô lên đứng để thanh minh thanh nga để nói, nhưng mà sao hồi nãy giờ cái đang ngồi ở đây cái tự nhiên sực nhớ lại những cái điều người ta nói như vậy, cho nên thành ra cổ ngồi tại đây luôn, chứ đúng ra cổ ngồi tuốt ở dưới kia. Cho nên thành ra hôm nay đây là một cái buổi nói chuyện ngày Chủ nhật tại tỉnh Thất Quan Âm đã giải quyết hết tất cả những cái thắc mắc của Phật tử. Bây giờ hiện tại tỉnh Thất Quan Âm ra sao? Đang đóng cửa, đang dỡ nhà, đang đuổi mọi người xuống hết chùa hộ pháp, chùa pháp thường, không còn ai ở đây. Thầy Giác Nhàn bị bắt rồi. Hồi năm ngoái cũng đồn lần thầy buôn ma túy bị bắt nữa. Thì thôi, thực sự quý vị nhớ một điều, mình gây ra nhân quả xấu, mình gây nhân xấu thì mình phải chấp nhận trả quả xấu, đúng không ạ? Còn mình không gây nhân quả nhân xấu thì không bao giờ mình bị quả xấu, tất cả đều do nhân quả, đúng không ạ? Hiểu không ạ? Thôi hôm nay thầy hết sức là hoan hỷ. Thầy nghĩ cái ngày Chủ nhật hôm nay chắc là không đông, nhưng mà quý vị ngồi hai cái chánh điện chính và chánh điện phụ, ngồi kính hết hai cái chánh điện về đây. Và không những người có mặt trong ngày hôm nay mà trên trang mạng xã hội và toàn bộ trên internet khắp thế giới đang đợi cái lời nói của thầy, thì hiện tại bây giờ tỉnh Thất Quan Âm ra sao, sinh hoạt như thế nào, thì hôm nay thầy cũng thông báo cho mọi người biết để người ta yên tâm. Cho thầy cũng không phải là thanh minh thanh nga gì cả. Và cái chính hôm nay là cái điều mừng nhất của thầy là được tổ chức ở tại chùa Đại Tùng Lâm một ngày Chủ nhật và chùa Hộ Pháp một ngày Chủ nhật, và đại chúng được bình yên tu tập những cơ sở này ha, để cho quý vị yên tâm. Dạ. Và quý vị giờ chúng ta đứng dậy ha, để chúng ta hồi hướng. Thank you.